Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự số 6 của kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 ngày 29 âm lịch và phát lại vào lúc 10 giờ sáng hôm sau. Bản tin thời sự hôm nay, ngày 3 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 9 năm Tân Sửu, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiền Giang, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang họp phiên đầu tiên sau thời gian giãn cách xã hội. Phật giáo Tiền Giang trang nghiêm tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Tân Viên Tịch. Huyện Chợ Gạo, Thường trực Ban trị sự thăm và cúng dường các tự viện trong huyện nhân mùa dịch bệnh. Thị xã Cai Lậy, Thường trực Ban trị sự thăm các tự viện sau thời gian giãn cách xã hội. Cuối cùng là các hoạt động từ thiện Phật giáo nổi bật trong tháng qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 9 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã mở phiên họp đầu tiên sau thời gian tạm ngưng hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phiên họp bàn về những công việc quan trọng sắp tới như tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phiên họp có sự tham dự đông đủ của Chư Tôn Đức, Ban Thường trực, Ban trị sự dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Dũng Đức, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Ni sư Thích Nữ Hội Năng, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính tỉnh. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc Ban dân vận tỉnh, ông Phạm Thanh Trung, Đội trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Phát biểu khai mạc phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh cho biết, do để góp phần phòng chống dịch bệnh nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang phải tạm ngưng các hoạt động Phật sự để thực hiện giãn cách xã hội. Phiên họp hôm nay rất cấp thiết, Chư Tôn Đức phải tập trung vào hai công việc chính là bàn về phương thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện và tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong phiên họp này, Ban trị sự Phật giáo các huyện cũng báo cáo nhanh các hoạt động Phật sự và tình hình dịch bệnh tại địa phương hiện nay để Ban trị sự Phật giáo tỉnh kịp điều chỉnh các hoạt động sắp tới cho phù hợp. Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo các huyện thị lần lượt báo cáo. Theo đó, hiện nay hầu hết các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đều được thông tuyến. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nên các tự viện vẫn chưa sinh hoạt đạo tràng trở lại. Hầu hết Phật giáo các huyện đều tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội về nhiều mặt. Tính từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, tổng kinh phí chung là trên 25 tỷ đồng. Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, thông qua thông tư số 229 trên TT-HDTS của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc điều chỉnh nội dung, quy mô, hình thức tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, Đại đức cũng báo cáo cho biết về công tác nhân sự Ban trị sự Phật giáo các huyện thị nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đã tiếp tục hoàn tất 8 huyện để có thể tiến hành tổ chức đại hội. Căn cứ theo tình hình thực tế, Chư Tôn Đức trong phiên họp đều thống nhất các huyện sẽ tổ chức đại hội trong tháng 11 năm 2021 và hình thức tổ chức thực hiện theo mục 1 của thông tư mà Trung ương Giáo hội đã hướng dẫn. Tiếp theo, Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang thông qua thông tư số 245 trên TT-HDTS về việc điều chỉnh hình thức tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, được sự hỗ trợ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức tham dự phiên họp thống nhất, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tham dự đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Trung ương Giáo hội bằng hình thức trực tuyến
vào 8 giờ sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021, tức Chủ nhật mùng 3 tháng 10 năm Tân Sửu, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Tham gia phát biểu tại phiên họp, bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của ban trị sự và chư tăng ni Phật tử trong tỉnh cho công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Ban tôn giáo sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để hỗ trợ cho ban trị sự Phật giáo tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện cũng như đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội sắp tới. Bà Bùi Thị Mai cũng nhắc nhở thêm, hiện tại dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, chúng ta đang sống chung với dịch. Vì vậy, ban trị sự Phật giáo vẫn phải tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang cũng tham gia phát biểu trong phiên họp, báo cáo sơ lược tình hình phòng chống dịch bệnh trong tỉnh, những thành tựu và khó khăn chung cần phải đoàn kết toàn dân để vượt qua. Ông Huỳnh Văn Hải cũng ghi nhận những đóng góp thiết thực của Phật giáo cho công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua và hứa sẽ hỗ trợ tích cực cho ban trị sự Phật giáo tỉnh tham gia tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội. Trước khi đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã giải trình một số sự việc xung quanh công tác đảm bảo an toàn cho tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo các huyện. Vì để bảo vệ sức khỏe chính mình và chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, rất mong chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Phật giáo thực hiện nghiêm các kế hoạch vừa nêu, quyết tâm đảm bảo thực hiện trôi chảy các Phật sự quan trọng sắp tới. Kính thưa quý vị, để bày tỏ lòng tri ân đến bậc cao tăng và thực hiện thông bạch đặc biệt số 259 của Hội đồng trị sự về việc tổ chức tang lễ Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm tại tổ đường chùa Vĩnh Tràng, văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, cũng trong thời điểm này, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, cũng đồng loạt cử hành lễ tưởng niệm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tân Viên Tịch. Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chủ trì lễ tưởng niệm tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, theo như chương trình đã được Hội đồng trị sự thống nhất trên cả nước. Chư tôn đức ban thường trực, trưởng các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng tham dự. Về phía chính quyền, có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn, trưởng phòng tôn giáo dân tộc, Ban dân vận tỉnh ủy, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nhân đã cung kính tuyên đọc tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Viên Minh, chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, sinh năm 1917, trải qua 105 năm khắc tích ở cõi đời và 85 mùa xuân tùy hành phận sự tại nhân gian trên nhiều cương vị. Đức Hòa thượng Pháp chủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, làm tốt đạo trong đời, nâng đời lên cõi đạo. Do niên cao lạc trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, tại Tổ đình Viên Minh, chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên,
thành phố Hà Nội. Hòa thượng Thích Huệ Minh thay mặt chư tôn đức tăng ni Phật tử tỉnh Tiền Giang tuyên đọc điếu văn tưởng niệm Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là thắp sáng tâm linh bao thế hệ, từ thở đồng chân nhập đạo, Ngài một lòng tinh tấn tu hành, đèn trí tuệ Ngài thêm sáng tỏ. Ngài thường dạy chùa to Phật lớn không quý bằng đạo vị thầy trò. Trò thầy trò tương tục mới là mặt sống Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của thầy tổ, Ngài nhất hướng giữ gìn trùng hưng chốn tổ. Dù lúc gian nan muốn đất trồng rau trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được giáo hội suy tôn ngôi vị pháp chủ tối cao, Ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ đạo. Trong trượng thất đơn sơ dưới mái chùa cổ kính, dù thời tiết độ thai, dù thế cuộc xây bằng, Ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục, tay lần hạ niệm Phật Nam Mô, câu kinh vàng của Phật tổ tám kinh, lời niệm Phật của Đức Pháp Chủ đã trở thành hơi thở của giáo hội, truyền luôn hạnh mặt Phật Pháp. Ngài đã âm thầm giữ gìn ngọn đèn trí tuệ của Đức Như Lai được tổ tổ tương truyền. Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài hương trầm quyện tỏa, toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng cúng dường giác linh Ngài, kính nguyện giác linh Đức Pháp Chủ bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích. Chúng con nguyện thực hiện di nguyện của Đức Ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc. Ngưỡng nguyện giác linh Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Thùy Từ Chứng Giám. Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Giáo hội Chứng Minh Hội đồng Đệ Tam Pháp Chủ Ma Ha Sa Môn Tỷ Khư Bồ Tát Giới Pháp Huý Thích Phổ Tuệ, đạo hiệu Phổ Thông Đại Lão Hòa Thượng Tọa Tiền Chứng Giám. Buổi lễ kết thúc trang nghiêm trong niềm tôn kính, thương tiếc vô biên. Toàn thể tăng ni, Phật tử tỉnh Tiền Giang ngưỡng vọng về tổ đình viên minh, cung tiễn nhục thân của người nhập bảo tháp phù đồ, an nghỉ nghìn thu nơi trần thế.
Kính thưa quý vị, nhằm để động viên chư tăng ni trụ trì các tự viện trong các hoạt động Phật sự sắp tới và tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, ngày 9 tháng 10 năm 2021, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo do Đại đức Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và cúng dường 50 tự viện trong huyện Chợ Gạo. Cùng đi với đoàn còn có Đại đức Thích Thiện Ngộ, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo; Đại đức Thích Quảng Hiếu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo huyện Chợ Gạo; Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo. Sau thời gian nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để động viên chư tăng ni và Phật tử trong huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, tìm hiểu tình hình thực tế của các chư tăng ni tại các tự viện trong huyện để kịp thời nắm bắt và động viên cùng nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Trao đổi với chư tăng ni tại các tự viện, Đại đức Thích Thiện Nguyện mong rằng mỗi người Phật tử chúng ta cần có ý thức cao về việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phải đoàn kết một lòng cùng với chính quyền và nhân dân làm nên chiến thắng đại dịch. Tuyệt đối không nghe theo những luận điệu xấu mà làm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng cũng như sự yên bình của đất nước. Dịp này, thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo, Đại đức Thích Thiện Nguyện xin gửi lời tri ân đến quý lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành huyện Chợ Gạo đã tạo điều kiện tốt nhất để Phật giáo huyện nhà hoàn thành tốt mọi Phật sự cũng như các công tác an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong tinh thần quan tâm giúp đỡ nhau trong công tác Phật sự, sau thời gian thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Cai Lậy đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, vấn an sức khỏe và cúng dường chư tôn đức giáo phẩm trụ trì 35 ngôi tự viện trong thị xã Cai Lậy, nhằm để động viên các tự viện tiếp tục phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, cũng là để thúc đẩy công tác Phật sự sắp tới nơi các tự viện. Thưa sự ủy nhiệm của Đại đức Thích Đức Quang, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy, Đại đức Thích Minh Thiền, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã làm trưởng đoàn, đã thay mặt chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã đến thăm và cúng dường tại các tự viện. Khi được xuống lệnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm để động viên các tự viện tiếp tục phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, cũng là để thúc đẩy các công tác Phật sự sắp tới nơi các tự viện, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã quyết định đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình thực tế để có phương pháp điều chỉnh hợp lý trong thực hiện các công tác Phật sự theo nhiều phương hướng hoạt động đã đề ra trong hội nghị thường niên. Kính thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho người dân an tâm hơn trong công tác thực hiện cách ly để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, theo sự hướng dẫn của Ban Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tiền Giang, cũng là để chia sẻ phần nào khó khăn của bà con nghèo trong đại dịch, chư tăng ni Phật tử trong tỉnh Tiền Giang đã rất tích cực chung tay trong công tác thiện nguyện nhiều ý nghĩa này. Trong đó, phải kể đến chương trình hỗ trợ vật tư y tế của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban Từ thiện xã hội, Báo Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thành phố Hồ Chí Minh, chương trình chia sẻ yêu thương của Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành và nhiều phần quà nghĩa tình tại các tự viện khác. Kính thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Mỹ Tho và Hòa Thượng Thích Chân Tịnh, Phó Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã đến trụ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, số 23, đường 30 tháng 4, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để trao tặng máy oxy và một số vật tư y tế khác, tiền mặt cho Ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang.
Đón tiếp đoàn có ông Lý Hoàng Chiêu, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và quý vị trong văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh, đại diện phòng nội chính Ủy ban nhân dân và Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Về phía lãnh đạo thành phố Mỹ Tho có ông Nguyễn Thành Công, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và bà Lê Thị Bé Phượng, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Chân Tịnh đã trao 6 máy tạo oxy với tổng trị giá trên 200 triệu đồng đến ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang nhằm tạo thuận lợi để trợ giúp và điều trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Dịp này, thay mặt thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc gửi lời cảm ơn đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và thành phố Mỹ Tho hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho chư tăng ni trên địa bàn thành phố Mỹ Tho thời gian qua. Thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa đã gửi ủng hộ cho Ban phòng chống dịch bệnh tỉnh Tiền Giang và thành phố Mỹ Tho mỗi nơi 50 triệu đồng để mua vật tư y tế, tiếp tục góp phần cùng chính quyền và người dân sớm đẩy lùi dịch bệnh. Được sự tài trợ từ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 23 tháng 10 năm 2021, Đại Đức Thích Phước Nhân, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy, trụ trì chùa Sắc Tứ Long An, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã đến trụ sở huyện ủy huyện Cai Lậy để trao tặng máy tạo oxy cùng một số vật tư y tế khác nhằm tạo điều kiện cho ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cai Lậy thuận lợi trong lúc làm việc. Sau đó, đoàn đến khu vực bị phong tỏa, cách ly do có ca nhiễm dương tính. Qua kiểm tra sàng lọc test nhanh kháng nguyên sinh trong khu vực thuộc hai ấp Bình Sơn và Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Tại đây, đoàn đã trao tặng 151 phần quà gồm mì, nước tương và khẩu trang y tế. Tổng kinh phí từ thiện lần này trị giá hơn 237 triệu đồng. Do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh và Đạo Tràng Chùa Sắc Tứ Long An tài trợ. Đón tiếp đoàn có bà Huỳnh Thị Kim Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy. Ông Huỳnh Quang Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phú. Ông Nguyễn Lam Trường, Phó trưởng ấp Bình Thới. Đại diện Huyện ủy huyện Cai Lậy, bà Huỳnh Thị Kim Thân xin chân thành cảm tạ nhà tài trợ cũng như Đại Đức Thích Phước Nhân đã gửi tặng các thiết bị y tế cần thiết đến huyện ủy và các phần quà cho bà con khu vực bị cách ly. Dịp này, bà Huỳnh Thị Kim Thân cũng thông báo sơ qua tình hình diễn biến dịch bệnh trong huyện và đặc biệt khu vực đang bị cách ly. Bà Thân cho biết hiện tại khu vực cách ly có 91 hộ dân, gồm 556 người bị cách ly phong tỏa và 60 hộ ở xung quanh cận các hộ khu vực bị cách ly. Tại đây, đoàn từ thiện và lãnh đạo chính quyền đã trao tặng quà và có lời ân cần chào hỏi động viên bà con nhân dân. Mong bà con yên tâm thực hiện cách ly để góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương. Kính thưa quý vị, nhằm tiếp tục hỗ trợ bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã vận động các nhà hảo tâm, quý doanh nghiệp cùng chung tay trao tặng 3.200 phần quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho bà con 11 xã trong huyện Châu Thành. Chương trình được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cũng như chính quyền địa phương và sự phát tâm tài trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang. Theo như chương trình, ngày 21 tháng 10 năm 2021, đoàn đã trao quà tại hai điểm. Buổi sáng phát 300 phần quà ở chùa Bửu Linh thuộc xã Bằng Long, buổi chiều phát 200 phần quà ở chùa Phước Hòa, xã Đông Hòa. Ngày 22 tháng 10 phát 400 phần quà tại xã Song Thuận và 200 phần quà tại xã Phú Phong. Ngày 23 tháng 10 phát 450 phần quà tại xã Nhị Bình. Ngày 25 tháng 10 phát 300 phần quà tại xã Long Định và 200 phần tại xã Điềm Hy. Ngày 26 tháng 10 phát quà tại xã Tân Lý Đông và Tân Lý Tây, mỗi nơi là 200 phần. Ngày 27 tháng 10 phát quà tại xã Thân Cửu Nghĩa và xã Tam Hiệp, mỗi nơi là 300 phần. Ngoài ra,
Thượng tọa Thích Trung Chánh còn dành 150 phần quà tặng cho quý Phật tử công quả tại ba chùa Nhân Phước, Long Tường và Phước Lâm, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Tham gia với chương trình tặng quà có Hòa Thượng Thích Chân An, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại đức Thích Lệ Huệ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại đức Thích Minh Ngộ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, cùng chư tôn đức trụ trì một số tự viện trong huyện. Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức, Tiền Giang. Theo đó, tại mỗi nơi đến trước khi tặng quà, Thượng tọa Thích Trung Chánh có lời phát biểu khai mạc và cảm niệm công đức đến các nhà tài trợ đã phát tâm hỗ trợ chương trình, đồng cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trực tiếp gửi những phần quà yêu thương đến bà con. Thượng tọa Thích Trung Chánh cũng chúc bà con sớm vượt qua khó khăn, cố gắng phát triển kinh tế để có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Đáp lại tình thương của đoàn từ thiện, đại diện chính quyền các nơi cũng trao tặng bằng khen đến các nhà tài trợ và lời cảm tạ đến chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành. Qua đó cũng báo cáo sơ lược tình hình dịch bệnh tại địa phương từ thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư cho đến hôm nay. Mỗi điểm phát quà đều thực hiện nghiêm đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Được biết, sau thời gian thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, thấy được sự khó khăn của người dân trong hoàn cảnh hiện tại, Thượng tọa Thích Trung Chánh cũng đã kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành và nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức, Tiền Giang, thống nhất kế hoạch lần lượt chia sẻ 3.200 phần quà cho bà con gặp khó khăn trên 11 xã trong địa bàn huyện Châu Thành, dự toán kinh phí là 960 triệu đồng. Cũng trong tinh thần đoàn kết sẻ chia, trong tháng qua, nhiều tự viện trong tỉnh Tiền Giang như chùa Khánh Vân, khu 3, thị trấn Chợ Gạo, chùa Phước Điền, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, chùa Phước Vân, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, chùa Thiên Phước, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Xá Ngọc Hiệp, xã Tân Lý Tây, chùa Trường Phước, xã Tân Hương, chùa Nam An, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, chùa Vũ Long, thị xã Cai Lậy và chùa Thới Sơn, huyện Cai Lậy đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà gồm gạo, một số nhu yếu phẩm và tiền mặt đến người dân, hỗ trợ nhau với tinh thần lá lành đùm lá rách. Các tự viện trong tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục cùng với người dân vượt qua khó khăn hiện tại và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Quý vị thân mến, thông tin từ thiện vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự số 6 ngày hôm nay. Trong tình hình dịch bệnh COVID vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau thực hiện đúng nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khuyến cáo, cùng nhau chung tay đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị vô lượng an lạc, sở nguyện tùng tâm, kiết tượng như ý. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo trên kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.